Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Chào các bạn, những ngày gần đây, các trang mạng trong nước và cả quốc tế đều đồng loạt và rầm rộ đưa tin rằng vào tháng sau tới đây, Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của mình. Và họ cũng công khai luôn, không e dè và cũng không giấu giếm gì hết. Họ nói rằng vệ tinh quân sự mới này được phóng lên vũ trụ để theo dõi quân đội Mỹ. Lý do cho việc phóng vệ tinh là Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng chúng là biểu tượng của tham vọng xâm lược một cách vô lý. Vậy thì có một điều mà nhiều bạn ở đây sẽ thắc mắc, đó là tại sao Triều Tiên lại cứng rắn và liều lĩnh như vậy? Triều Tiên chỉ là một nước nghèo, nhỏ và có vẻ lạc hậu. Dù không có thống kê chính thức về nền kinh tế nước này, nhưng qua các video và hình ảnh trên Internet thì Triều Tiên nghèo hơn rất nhiều lần chúng ta. Và họ cũng lạc hậu, khi điện thoại thông minh không phát triển, Internet thì không được phép sử dụng. Ngược lại thì Mỹ là siêu cường của thế giới, với dân số đông và cực kỳ giàu có. Mỹ lại còn sở hữu một liên minh cả về thương mại lẫn quân sự mà bất cứ nước nào cũng phải dè chừng. Và nếu đối đầu quân sự với cả liên minh đó thì trên trái đất này có vẻ khó có ai sánh bằng. Thế nhưng điều kỳ lạ là hết lần này đến lần khác, Triều Tiên luôn tỏ thái độ chống đối Mỹ. Lần thì phóng tên lửa, lần thì thử vũ khí hạt nhân, còn lần này thì phóng vệ tinh và tuyên bố luôn vệ tinh này không dùng để ngắm bikini trên biển, vệ tinh này là để giám sát hoạt động của quân đội Mỹ. Theo các thông tin đang được lan truyền thì vệ tinh của Triều Tiên sẽ được phóng bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những loại được dùng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo, và điều này thì vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trước hành động này thì Mỹ phản ứng mạnh mẽ với việc Triều Tiên phóng vệ tinh và tuyên bố thẳng thừng họ sẽ bắn bất kỳ vật thể nào đe dọa lãnh thổ của họ. Thế nhưng trở lại với câu hỏi chính, điều gì khiến một quốc gia nhỏ bé và nghèo lại dám đối đầu với một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới? Thì mình thấy có những lý do chính được các chuyên gia phân tích như sau. Thứ nhất là Triều Tiên chẳng có gì để mất nên không phải sợ. Tại sao lại như vậy? Thì như các bạn đã thấy, bất kỳ quốc gia nào chống lại các lý tưởng của Mỹ thì việc đầu tiên mà nước Mỹ làm sẽ là trừng phạt về kinh tế và ngoại giao. Ví dụ cấm không cho nhập khẩu hàng hóa hay cấm giao thương với nước khác, hoặc cấm không được sử dụng các tiện ích quan trọng như dịch vụ thanh toán quốc tế. Nếu Việt Nam phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ thì chắc chắn là nền kinh tế của chúng ta sẽ chỉ còn là một đống đổ nát, bởi chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố này. Thế nhưng bạn thấy Triều Tiên thì không, vì bị cấm vận quá lâu nên đến giờ họ quen rồi, họ tự lo liệu được. Cấm mua hàng từ châu Âu thì họ tự sản xuất, hoặc đôi khi là nhập lậu từ hàng xóm. Cấm giao dịch quốc tế thì họ cũng chẳng cần nữa, họ tự trao đổi mua bán với nhau. Thậm chí họ cũng cấm luôn người dân dùng Internet, khỏi chơi với quốc tế luôn. Đúng kiểu như trên thế giới lại có một thế giới thu nhỏ, đó là Triều Tiên. Tính ra thì cũng hay, giới trẻ Triều Tiên sẽ chăm chỉ đọc sách thay vì lên TikTok xem lắc mông. Nhìn chung là Triều Tiên đã chẳng còn cái gì cho Mỹ cấm vận nên là không sợ. Cái thứ hai đó là Triều Tiên tuy nhỏ nhưng cũng có võ rất nguy hiểm. Đấy là cái gì? Thì hẳn các bạn đã đoán ra, đó là vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ rất lâu và đến nay họ vẫn ôm chặt cái đống vũ khí đó, lâu lâu lại lấy ra khỏe Mỹ. Chính điều này vẫn tiếp tục khiến Triều Tiên bị cấm vận một cách ổn định. Nếu chấp nhận bỏ vũ khí hạt nhân, có lẽ Triều Tiên giờ đây đã hoàn toàn khác. Mặc dù ôm vũ khí hạt nhân thì sẽ làm cho Triều Tiên bị Mỹ cấm vận các quan hệ giao thương với cả thế giới, nhưng bù lại thì Triều Tiên lại có cái để Mỹ phải lo lắng, ngày ngủ không yên, đêm nằm vỗ gối. Nhất là gần đây, tên lửa hỏa tinh 17 đã có thể bắn xa tới nửa vòng trái đất và có thể chạm tới bất kỳ đâu trên nước Mỹ. Chưa hết, hỏa tinh 18 với nhiên liệu rắn cũng đang được thử nghiệm, trong tương lai có thể còn mạnh hơn. Vậy nên nếu Mỹ dọa Triều Tiên mà Triều Tiên cùn lên thì cũng có thể san bằng cả hai. Yếu tố thứ ba cũng rất quan trọng, đó là đất nước Triều Tiên có một tinh thần đoàn kết khủng khiếp. Dù có thể là tất cả nhân dân đều một lòng đoàn kết một cách tự nguyện, hoặc là tự nguyện trên tinh thần ép buộc, kiểu như ông nào không đoàn kết thì cứ bước ra rồi được chuyển sinh sang thế giới khác cho mà tự do ngôn luận. Đó là báo chí nói thế, còn chẳng biết đúng hay không. Nhưng có một sự thật là chưa bao giờ ở Triều Tiên lại có biểu tình, và càng không có thông tin nào nói về việc Triều Tiên bị chia rẽ lòng dân. Mà thay vào đó, tất cả người Triều Tiên từ quan đến dân, từ lớn đến bé, từ cảnh sát đến quân đội, tất cả đều đoàn kết một lòng. Đặc biệt hơn, có nhiều tài liệu cho chúng ta thấy người Triều Tiên xem nhà lãnh đạo như một vị thánh sống, và họ toàn tâm toàn ý nghe theo vị thánh này.
được cống hiến, được hy sinh vì lý tưởng của vị thánh không những không phải là điều mà họ sợ, mà ngược lại còn là điều khiến họ tự hào. Với tinh thần cao khủng khiếp như vậy thì lãnh đạo Triều Tiên chẳng sợ ai vì họ biết có làm gì thì nhân dân cũng sẵn sàng ủng hộ và hy sinh. Cuối cùng, một nguyên nhân nữa mà gần đây càng lộ rõ đó là việc Triều Tiên được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga. Cụ thể là, như các bạn thấy, chỉ từ khi chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra và chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì thế giới có vẻ đã chia thành hai phe, đó là Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Bên kia là Mỹ và đồng minh phương Tây, thêm Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác. Thù của thù thì là bạn. Cả Nga, Trung và Triều đều có thù với Mỹ, thế nên họ ủng hộ nhau cũng là điều dễ hiểu. Và với sự ủng hộ ấy thì Triều Tiên lại càng tự tin hơn khi tuyên bố đối đầu với Mỹ. Tóm lại, chúng ta có bốn nguyên nhân, bao gồm không có gì để bị cấm vận, sở hữu vũ khí hạt nhân có tầm bắn nửa quả đất, có được sự ủng hộ và lòng tin tuyệt đối từ nhân dân, và thứ tư là có đồng minh Trung và Nga, nên Triều Tiên không sợ Mỹ. Các bạn có quan điểm như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé! Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại!